Xin chào các bạn. Tôi sẽ chia sẻ các bạn cái con đường tránh tại Đà Nẵng. Này, tôi đang đứng tại cái ngã tư Tí Loan đây. Phía sau tôi là cái tà tàu bên kia là đường hồ cao tốc Tí Loan Quảng Ngãi. Còn phía tay phải á là đường 601 con đường 14B về đường cách mạng 88. Còn phía ta trái á là về đi Quật Khương. Đấy. Phía ta phải để đi Quật Khương nhé. Và phía ta trái là về đường 14B về cách mạng 88. Tí Loan đi vô công nghệ co các bạn ạ. Con đường này là con đường cánh. Con đường này tương lai là sẽ là con đường cao tốc đây, mà nhưng mà hiện tại là chưa mở để kết nối với lại đường cao tốc Tí Loan Tí Loan Quảng Ly. Tí Loan Quảng Ly. Tôi sẽ quay camera là phía trước để các bạn xem. Đây, phía trước đây. Đường lên đường tránh đây. Đường tránh này là mai mốt nó sẽ là con đường cao tốc, mà hiện tại chưa làm. Đường cao tốc từ Tí Loan đi La Sơn này. Đoạn này là chưa làm, từ Tí Loan đi Hòa Liên là chưa làm. Vẫn còn đường là chừng trên 10 mét. Con đường này là xe rất là đông, đã chạy rất là nhiều, nhất là xe những xe container, xe chở hàng, rất là nguy hiểm, rất dễ gây tai nạn. Để các bạn thấy xe không là xe rất là nhiều. Đoạn đường này có đã làm thêm một con đường từ Tí Loan đi qua Sơn rồi các bạn ạ. Cách nấu giữa con đường Quận Sương đi qua Sơn để giảm tải cái xe con đường này, dân đi để bớt đi con đường này. Đường này rất là nghiêm, xe lớn nhiều và đông. Để tôi chia sẻ các bạn xem nè, đường này như thế nào này. Đường thì nhỏ nhưng mà xe thì nhiều. Giờ chợ tôi đi nén đây, xe rất ít đây. Tôi đi cỡ 11 giờ đây. Tôi chạy xe tới khu công nghệ cô. Đường tới đường Nguyễn Tất Thành nó dài, cái tôi quay về nghe các bạn. Tôi sẽ các bạn xem đó. Có một ngã tư lớn đi cắt ngang qua con đường này là đi Bà Nà Hiêu đấy. Ngã tư đó lúc trước đã có thêm một cái tai nạn chết người. Đường này hai gây tai nạn,
tai nạn đã xảy ra con đường này. Cái cầu này là đang xây dựng, chưa làm đường. Hầm Phá Văn là còn 13 cây nữa các bạn. Đường này đi tới hầm Phá Văn là còn 13 cây nữa. Đây là ngõ tư đi Bà Nà Hiêu nè. Phía tập phải là đi về Hoàng Quang Thái, còn phía tập trái là đi Bà Nà Hiêu. Đi thẳng đây là về hầm Phá Văn.
gần tới khu công nghệ thông tin. Đấy, khu công nghệ thông tin. Phía ta trái là khu công nghệ thông tin. Phía ta phải là Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành nối dài. Còn đi thẳng là đi đi về hầm Hải Vân, đi Huế. Phía tay trái là đi về cái khu công nghệ thông tin, phía tay phải là đi về về đường Nguyễn Tất Thành nối dài. Rồi tôi video của tôi đến đây là kết thúc. Đây là Nguyễn Tất Thành nối dài các bạn ạ. Video của tôi là kết thúc. Hẹn các bạn video sau. Xin chào nha.